Nam mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lạc trần gian hôm nay. Về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây nguồn chánh pháp vô biên. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 3 âm lịch năm 2021 tại gia Phật tử Huệ Danh Trang Trần. Nam mô A Di Đà Phật. Tượng Phật A Di Đà đã trụ tại gia từ đầu năm 2017 do chị tám của Trang Trần là Phật tử Huệ Hường Trần Hồng thỉnh về và nay đã đang di chuyển đến nhà thờ tổ. Nhà thờ tổ, nhà thờ họ là một nét đẹp văn hóa của dân tộc về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Con cháu dù có đi đâu xa nhưng vẫn luôn tưởng nhớ về tổ tiên đã khai sáng tạo lập ra dòng họ mình. Nhà thờ tổ Mai Trần là một ngôi nhà được con cháu và các thành viên trong gia tộc dành riêng để làm nơi thờ phụng tổ tiên. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin trần gian hôm nay ngày sau an vui, từ đây phát tâm từ bi. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây nguồn chánh pháp vô biên. Đức Phật A Di Đà xuất hiện để thực hiện nghĩa vụ phổ độ chúng sinh. Ngài đưa con người thoát ra khỏi những điều khốn khổ trong cuộc sống, hướng về những điều thiện, tránh những cái ác trong cuộc sống. Nếu con người sớm thức tỉnh nhận ra chân lý của sự khổ đau, thoát khỏi bể ải thì sẽ được Phật dẫn dắt. Nhờ đó mà con người nhận ra những điều chân lý và tránh khỏi buồn đau trong cuộc sống. Phật A Di Đà thường được thờ cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Di Lặc, hàm ý để thể hiện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đó, Phật A Di Đà được hiện hữu là quá khứ. Ý nghĩa câu niệm Phật A Di Đà là danh hiệu Phật, tức tên của Ngài. Khi chúng ta niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô nghĩa là cung kính. Nam Mô A Di Đà Phật là cung kính Đức Phật A Di Đà. Nhiều Phật tử đơn giản cứ A Di Đà Phật thôi, đó là gọi tên mà không nói lời cung kính. Còn chúng ta xưng danh hiệu Ngài với lòng cung kính quy ngưỡng thì không có lỗi. Nam mô A Di Đà Phật. Phật A Di Đà là ai? Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. A Di Đà dịch âm chữ Amita, hán dịch nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ nghĩa là tuổi sống lâu không có số lượng. Vô lượng quang là Ngài có hào quang sáng suốt không lường. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe nên thành Phật, hiệu là A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, bỏ ngôi vua, xuất gia tu chứng thành quả Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 17 tháng 11 hàng năm là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Chúng sanh luôn đọc Nam mô A Di Đà Phật
để mong sự giúp đỡ. Thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trần còn nhiều đau khổ, thế giới vẫn còn khổ đau, đời người luôn ưu phiền mang, chân chưa tâm can nỗi niềm, tự hỏi sao ta bất tình, đường nào mang đến bình yên. Phận ơi ngài đang ở đâu, lòng con giờ muôn hướng đi, vào chùa con nghe thuyên pháp mới thấy bao điều quanh mình. Vòng đời si mê quẩn quanh, luyện lai tham vọng vẫn còn, bèn tìm vân đáp sư phụ, ngài cười chỉ nói một câu, giải thoát là ở giác ngộ. Người ta sinh ra ở cõi nhân gian chịu nhiều thống khổ, khổ vì muốn nhưng không thể có được, khổ vì mưu cầu danh lợi nhưng chẳng thể bền lâu, khổ vì yêu nhưng không thể bên cạnh, khổ vì nhớ nhưng không thể gần, khổ vì bệnh, khổ vì con cái, cha mẹ, vợ chồng, nghiệp vay trả trong vòng luân hồi không dứt, phí phạm thời gian vô nghĩa của mình, nhưng cuối cùng rồi ai cũng phải một mình rời khỏi thế gian này với sự sợ hãi tột cùng. Quán xét chúng sinh trong vòng luân hồi vô tận dài không dứt, với vô vàn những nỗi thống khổ trên thế gian này, chư Phật đã rơi một giọt nước mắt và hóa thành Đức Đại Bi Quan Âm với lòng từ bi vô hạn. Ngài đã phát thệ nguyện lớn rằng nơi nào chúng sinh có nỗi thống khổ, chỉ cần thành tâm niệm 6 chữ Om Mani Padme Hum, nơi đó sẽ nhận được sự ban phước gia trì của chư Phật, tịnh hóa nghiệp xấu, năng lượng của thần chú sẽ xua đi những điều xấu ác, mang lại nhiều an vui, lợi lạc, hạnh phúc và mọi điều như ý cho chúng sinh. Vào lúc mất đi, chính 6 chữ này sẽ đóng 6 cánh cửa của vòng luân hồi dài vô tận, đưa chúng ta về cõi tịnh độ cực lạc của Đức A Di Đà. Nguyện cho nhân sinh giải thoát, người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm trì thần chú thì bao hiểm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế, vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, Quan Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nêu thành tâm khấn, ngọc như ý ở trong tim ta, ước mong đều được toại. Trân trọng cảm ơn các bạn subscribe.